Hello, xin chào mọi người nha. Thì hôm nay được ra viện rồi, mừng quá. Một tháng trời ăn rồi ăn chỉ có khi nào phải đeo cái khẩu trang ở nơi mỏ ngủ cũng phải đeo đây. Vậy ra viện. Cho mọi người cùng cho một like chúc mừng để khỏi bệnh như về nên cách ly tiếp 14 ngày ở nhà nữa. Tôi tổng cộng là bây giờ là cả điều trị cả di tùm lum ta la nó mới cả hết nữa là rơi vào khoảng 2 tháng. Đó. Ăn đuôi đẻ ra đây thì cách ly đắng. Thôi nói vui vui xăm xăm cho vui tí đấy chứ mà sau qua cái thời gian điều trị bệnh mình cũng thì có một số kinh nghiệm để muốn chia sẻ cho mọi người là ở đây là không phải chia sẻ cho mọi người điều trị bệnh mà chia sẻ mọi người cái cách để phòng bệnh nha. Bởi vì cái triệu chứng của tôi nó nhẹ. Khi tôi ở trong phòng cách ly thì đã vô cách ly đó tôi xác định là sẽ là xác định là cái trường hợp xấu nhất rồi nó xảy ra thì là mình phải chuẩn bị là nước xịt mũi này nước súc họng này không súc họng này súc miệng súc họng này nhưng mà súc họng là nhìn nhớ súc họng khác với súc miệng nhé, súc họng nó phải do nó chảy vào trong họng ấy này đó. Thì trong cái thời gian cách ly là tôi là phòng rồi rồi uống bổ sung vitamin C này thì khi phòng đó là tôi uống một ngày một viên thấy chưa, ngày mới ứng thì tôi uống 2 viên, cảm giác nuốt được thì tôi uống 2 viên nữa, không 1 ngày 1 viên hoặc là 2 ngày 1 viên để là tăng cái sức đề kháng cho cơ thể. Là khi về thì cái nó bị dương tính nhá, thì là răng bởi vì mình phòng trước rồi thì các cái triệu chứng của tôi nó nhẹ hẳn đó đấy. Cái triệu chứng nó nhẹ đấy, nó không có cái gì nữa cả, nó chỉ có sốt nhẹ cái rồi là mấy ngày hơi 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 chán ăn, nó giống giống như cái cảm bình thường nữa. Nhưng nếu như mà trong cái thời gian đó mà tôi không sử dụng những cái như nào xịt mũi rồi kho họng nó cả thứ thì có thể là bệnh tình của tôi nó sẽ nặng hơn. Đó. Chứ mọi người đừng có nghe ở trên mạng là người ta dùng cái để trị được cái kia trị được ở trên đó rất nhiều cái thông tin là trị Covid nhưng thực ra là có cái gì trị được đâu, trị được thì cái gì trị được thì Bộ Y tế nó đã đưa ra để nữa rồi để mà điều trị rồi có gì mà phải để cho nó phức tạp như như gì không. Thì đó chia sẻ cho mọi người những cái đó thôi, tập thể dục ăn uống điều độ không, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, xịt mũi, súc miệng, súc họng, không? Rồi nhỏ mắt bằng nước muối sinh lý bởi vì là nó nở, rồi là đi đâu về thì nên sửa tay kháng khuẩn, quần áo thì về luôn thì là chưa thấy được thì có thể là mình cởi ra mình phơi nắng này, có nắng này phơi thì không thì ngâm bằng nước nóng. Nếu như đi đâu về đó là để cách diệt khuẩn bởi vì cái loại virus này nó sợ nóng. Mà nên nhớ là chúng ta hàng ngày bây giờ chúng ta không nên uống nước đá nữa mà cố gắng uống bằng nước ấm nhá, càng tốt đó. Thôi thì hôm nay thì cũng chia sẻ với mọi người đôi điều như vậy là để cho mọi người phòng phòng bệnh thôi chứ không có cái bí quyết gì cả nói chứ. Thì chỉ đơn giản này ra viện để mình dùng liền thứ đó mà phòng được được thì những cái tôi chia sẻ là sự thật bởi vì hầu như là tất cả các bệnh nhân ở trong cái chỗ tôi điều trị đó thì ai dùng những cái đó cả, súc miệng súc mũi súc họng như là tùm lum rồi ai dùng hết rồi là sống sống thì chúng ta sống như sống cảm vậy đấy đó đúng không. Vì là nếu như mà mọi người mà không mua được cái không không có lá để sống cảm thì mọi người có thể mua dâu tràm dâu xà đây đó về đun nước sôi bỏ vô đổ dâu vô Phật linh dầu giỏi vô vào rồi là sống mùi thôi, thịt bằng mùi thở bằng miệng nữa thôi, làm khoảng sống khoảng tầm 5 phút chứ là được đó, nó như cảm cũng vậy đó. Mình phong được trước thì cái triệu chứng của mình nó nhẹ đi thì nó không đến cái nỗi là phải thở oxy đó. Rồi xin cảm ơn nha, đây là hẹn gặp lại mọi người thấy hay mà để chúc mừng cho mình cái thì là cho cái ấn cho cái nút like đó. Đăng ký. Xin cảm ơn nhé.